Ok thì chào các em nha. Hôm nay thì sẽ giải đề uh, từ đề 1 đến đề đề 1, đề 2, đề 3, 4 nói chung là sẽ dễ những cái đề mà thầy đã gửi cho các em. Đó nhiều đề. Thì ở đây các bạn có hai cái thắc mắc. Đó, thứ nhất á là câu số 4 trong đề số 2, đề số 1 thì các bạn trong nhóm mình thì các bạn nói là các bạn ổn rồi nên thầy không sửa đề số 1. Đó, riêng cái câu phần solver và VBI thì nữa mình học và mình sửa sau. Được chưa? Đó, học và sửa sau thì ở đây mình sẽ sửa trước những cái câu mà mình đã học rồi tức là mình chỉ còn khoảng hai câu là trong cái đề, mỗi đề thì chừng hai câu. Đó là phần solver và phần VI, VBA. Đó. Yeah. Còn là tất cả được học hết rồi. Rồi rồi, thì đối với dạng này thì mình sẽ bỏ qua hai câu đó trong bữa sở hôm nay. Ở sau cuối giờ hôm nay thì thầy sẽ dạy các bạn phần solver để các bạn biết về bài toán tối ưu, giải phương giải hệ phương trình. Đó, hoặc là tính toán tối ưu hóa cái quy trình sản xuất. Đó, của một cái cơ sở. Rồi, quay lại vấn đề thì ở đây các bạn sửa đề số 2, câu số 4 và đề số 2, câu số 5. Đây là hai câu thắc mắc của các bạn. Rồi, sử dụng hàm tính tổng, hàm tính tổng các bạn đó là công thức mãn. Hoặc là gì đây? Đó, hàm tính tổng thì các bạn nói có hai cái lựa chọn các bạn. Thứ nhất đó, đó là các bạn sử dụng công thức mãn. Tại công thức mãn nó cũng được đưa vào cái nhóm hàm. nó hàm tính tổng. Đó, nó được đưa vào cái nhóm luôn đưa vào nhóm luôn đây là công thức công thức mảng nha thầy ghi nhầm nha công thức mảng cái thứ hai nữa là hàm tính tổng các bạn có thể là if s hoặc là if tùy theo vào các bạn là có dùng điều kiện hay không đó hoặc là bạn có thể dùng hàm thêm Nó là hàm cơ sở dữ liệu d sum đó hàm cơ sở dữ liệu thì đây là ba lựa chọn các bạn đều thuộc nhóm hàm tính tổng theo điều kiện Do tính tổng này tính tổng có điều kiện đó rồi thì cái ưu tiên hàng đầu Ưu tiên hàng đầu thông thường Ở bài này nếu như người ta khó tính nha Thì bài này bạn phải dùng sumip, sumipet Khó tính Lý do Tại vì hàm Thì bạn là hàm sum Hàm d sum Nó tức là nếu khó ở đây thì bạn phải đòi hỏi bài này Nhưng mà đa số đáp án thì khi ta nói đến tính tổng Mà có nhiều điều kiện và thành bản này Thì các bạn sẽ dùng công thức bảng là chính rồi, thì bây giờ đối với bài này, thầy hướng dẫn các bạn là thầy nói luôn 3 cách. Đó, thầy làm 3 cách để các em biết. Rồi, cách thứ nhất, thầy dùng hàm Smith, SmithS. Đó, thì đối với Smith, SmithS thì bắt buộc trường hợp này, bạn phải lập cục phụ tuần ra, tuần thử ra. Đó, đối với trường hợp này, bạn phải bắt buộc lập cục phụ rồi. Rồi, đây là cái phần làm ha. Rồi, tuần thử. Rồi, để có được tuần thử đây, thì ở đây bạn dùng hàm là num ở đầu tuần là thứ hai thì khi đó bạn mệt mỏi nữa, ở tự bạn đào những cái hố mà sâu quá, ở quyết tâm thầy dạy các bạn đầu tuần là chủ nhật thôi, đừng dùng đầu tuần là thứ hai, ở đầu tuần là thứ hai nhiều thứ để nói lắm, rồi các bạn dùng ở đây các bạn dùng đó là người ta có chữ tuần thử thì bạn ghi dùm thầy đây là chữ tuần thử, rồi giờ người ta có chữ tuần thử thì các bạn ghi dùm thầy đây là chữ tuần thử nha. đó nhưng mà ở đây các bạn thấy nè, khi bữa trước thầy cũng có nói tuần thứ một, tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư và tuần thứ năm đó nếu người ta nói là gì Những cái tuần mà nhỏ hơn bằng năm Thì các bạn sử dụng tuần của tháng Đó hoặc trường hợp người ta nói là tuần của tháng luôn Còn nếu những cái tuần mà người ta nói là tuần của năm Hoặc là tuần 6, tuần 7 đến tuần 53 Thì bạn nên dùng with năm Đó còn ở đây các bạn thấy người ta dùng là gì Người ta chỉ nói tuần thôi Thì đa số các bạn sẽ dùng tuần của tháng Thì nhắc lại Tuần của tháng thì thông thường á Thông thường á các bạn nhớ với ông thầy nè đó, thông thường là gì đây? Là dịch tuần á, nó nhỏ hơn bằng năm. Nó hoặc là người ta chỉ là người ta nói rõ, nói rõ tuần của tháng. Rồi. Nó, tuần này nhỏ hơn bằng năm ha. Rồi, cảm ơn bạn nha. Nó, tuần này nhỏ hơn bằng năm. nó và nói rõ tuần của tháng. Còn nếu trường hợp thứ hai là cái tuần này nè các bạn nè. Cái tuần nè, nó lớn hơn năm. Hoặc là người ta chỉ rõ tuần lớn năm. Đó và nó phải nhỏ hơn. Nó và thứ hai nữa cái tuần này các bạn phải nhỏ hơn bằng 53. Tháng 5 các bạn có 53 tuần và trường hợp thứ ba là nói rõ tuần của năm. Đó, Nói rõ tuần của năm. Thì đây những trường hợp các bạn quan tâm nha, là biết khi nào sử dụng tuần của tháng và khi nào sử dụng tuần của năm. Rồi, quay lại trường hợp này, tuần thứ ghép nối ENT hai ngoài đây, các bạn lấy ngày, rồi chọn ô ngày tháng nè, trừ 1, đóng hoặc, chia 7, đóng hoặc, cộng 1. Rồi, bạn sẽ ra được tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba gì đó. Rồi đây, thầy thu nhỏ xuống đây, thầy kéo nha. Đó, rồi, đây là thức tính tuần của tháng. Rồi, thầy xin phép để uh, nó dưới này luôn đi, một cái chung luôn đi cho nó dễ. nó thôi, đến quật đi nha mấy em nói nói cho để quật đi cho nó dễ chịu đó đây công thức mảng ngang để sum ép để xâm luôn kia nè rồi quay là vấn đề ở đây rồi bây giờ thầy sẽ dùng sum ép trước Đó, thầy sẽ dùng sum ép trước bằng sum ép ớt à, tôi có hai điều kiện hai điều kiện điều kiện thứ nhất các bạn ở số nội thứ nhất là simran là vùng tính tổng và yêu cầu là tính tổng thành tiền quét cột thành tiền f4 nó các bạn quét từ g4 đến g15 rồi vùng điều kiện 1 các bạn hay lựa chọn là CDGX. CDGX ở đây các bạn không thể dùng uh, ledtrai được mà không phải dùng ghép nối nó đây các bạn quét từ b4 nè. b4 các bạn quét đến b15 đây là vùng điều kiện Điều kiện các bạn chữ CDGX là ký tự bên trái. Vậy thì các bạn sẽ dùng như đây. Chọn cái ô B23. Các bạn khóa cột nè. Ghép nối. Đó. Ghép nối dấu sao. Tại vì dấu sao nó sẽ đại diện cho nhiều ký tự. Và dấu hỏi đại diện cho một ký tự. Ở trong Summif, cao Summif, SKF, Avarif. Thì các bạn không được dùng sao, dùng Write Mix. Không được dùng Let's Write lại đây nha. Mà bắt buộc phải dùng dấu sao đại diện cho một chuỗi ký tự và dấu hỏi đại diện cho một ký tự. Rồi, vùng điều kiện thứ hai các bạn là tuần thứ ở đây lập cục phụ rồi. Đó, lập cục phụ rồi. Tại vì ở đây các bạn không thể dùng sao hỏi được tại vì nó liên quan đến công thức nữa. Nó liên quan đến công thức nữa nên không dùng được. Đó, tại vì dấu sao dấu hỏi nó chỉ giải quyết được cho chuỗi thôi. Đó, còn ngày tháng nó không giải quyết được nhé. Vùng điều kiện, điều kiện các bạn kéo qua tay phải thì các bạn khóa dòng. Đây công thức thừa các bạn nhấn enter. Đó, sau đó bạn kéo qua tay phải nè, và bạn kéo xuống viết một công thức duy nhất nhé rồi ở đây thầy ghi chú thêm là dấu sao đại diện cho nhiều ký tự cho chuỗi ký tự dấu hỏi đại diện cho một ký tự ghép chuỗi dùng dấu và Rồi. Bây giờ nếu thầy dùng mảng Đây là cách dùng hàm sumif nha. Đây là gì đây? Đầu tiên là vùng điều kiện. Đối số thứ hai, ở xin lỗi, đối số thứ nhất của sumif đó là vùng tính tổng. Đó số thứ hai nữa là à, thôi để thầy ghi vô cho. Đó sum if đối số thứ nhất là vùng tính tổng. Đó số thứ hai là vùng điều kiện 1. Đó số thứ ba a là điều kiện 1. đối số thứ tư là vùng điều kiện 2. Số thứ năm là điều kiện 2. vân vân Đó đây là cách dùng hàm sum if vùng tính tổng phun điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện 2, điều kiện 2. Đó và chú ý cái sao hội ghép nha. Chú ý giùm thầy cái chỗ sao hội ghép. Thì cái này đó, nó chủ yếu là tinh A. Tinh B thì rất ít gặp nhưng mà thôi. Sẵn bài này lâu lâu nói gái cho các bạn luôn để dở vô thi trắc nghiệm hoặc thực hành người ta kêu thì cũng biết đường mà dùng. Đó. <laughs> Rồi. Bây giờ thầy sẽ dùng thứ hai là thầy dùng công thức mãn. Công thức mãn. Đây, sum. Rồi, vùng tính tổng F4. Rồi. Nhân hai điều kiện hai ngoặc CDGX nó là led. Nhưng mà công thức mảng bạn dùng led right bình thường nha. F4. Rồi lấy một ký tự bên trái bằng cái ô này. Cái ô B23 khóa cột công thức chạy xuống nhân chữ tuần thứ Đó, người ta khoảng trắng mình khoảng trắng ghép nối INT hai ngoặc đây. Công thức thường bạn chọn một ô, công thức mạng bạn quét một cột F4. Các bạn quét cột này các bạn quét từ gì đây? <laughs> quét từ C4 đến C15, từ C4 đến C15 1 đóng ngoặc chia 7 đóng ngoặc cộng 1 bằng tuần thứ 2. Khóa dòng công thức các bạn đi qua tay phải, Ctrl Shift Enter. Kết quả hoàn toàn giống nhau nha. Yeah. Đây là cách bạn dùng công thức mãn Đó. Còn nếu bây giờ dùng hàm cơ sở dữ liệu thì bạn phải làm điều kiện đôi ca ra. Đó. đó. Rồi đôi ca nè. đôi ca bằng n. Điều kiện thứ nhất nó là chữ C. Là ô thứ nhất nha, let một ô đó, chấm phẩy một ký tự bằng chữ C. Rồi trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai của bạn là gì? Trong tuần của tháng. Tuần thứ thì bạn muốn chữ tuần thứ thì cứ ghi tuần thứ vô. Ghép nổi INT hàng hoặc đây. À, lấy ngày chọn ô thôi. Được chưa? Trừ 1 đóng hoặc chia 7 đóng hoặc cộng 1 bằng tuần thứ 2. Nhìn tờ. Rồi, đây là cái đây là công thức điều kiện đúc điều kiện cơ sở dữ liệu nha, DK. Đó, thầy ghi điều kiện đây nha. Thầy ghi điều kiện đây. Đó, đây là điều kiện của hàm cơ sở dữ liệu nha. Rồi, đây là công thức mảng nha. Rồi. Bây giờ tới uh, cách viết Dsum. Rồi. Đây. bằng Dsum database là bạn dữ liệu quét hết bạn dữ liệu kể cả tiêu đề nó ở đây các bạn không quét cột h gì nha do tại này bạn đâu có dùng tới cột h nó từ a a 3 đến g 15 f 4 tiêu đề tính thành tiền g 3 rồi đối số cuối cùng là điều kiện quét hai ô lập ra f 4 enter kết quả hoàn toàn giống nhau ở ba cách đây là điều kiện rút uh, điều kiện của hàm cơ sở dữ liệu đây sub nó cực kỳ đơn giản rồi đối với câu 5 câu 5 thì ở đây các bạn nè đây người ta cho cái mẫu nè nó thì bây giờ bạn làm được tới đây rồi đây so nè được rồi tất cả giống rồi nhưng mà còn thiếu cái phần cài đặt thì để cài đặt đó thì bạn lít chuột phải lít chuột phải đây là câu 5 đề số 2 Câu 5 đề số 2, sau khi bạn chèn cột phụ được ghi vô, tuần thứ đuôi ghi vô nè. Đó. Rồi, chỉ tuần thứ của bạn đâu. Tuần thứ bạn không có luôn nha. Nên bài của bạn là sai hoàn toàn. Đó, tức là bạn thiếu cột phụ luôn. Đó, thành ra bài của bạn đi hết luôn. Rồi, bài bạn đi hết luôn. Rồi, bài này muốn làm được thì bạn phải làm thêm tuần, tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4. Đó, mình phải chèn cột phụ tuần vô. Đó, mình phải chèn cột phụ tuần. Click chuột phải insert nhé. Đó, ghi đây chữ tuần nè. Rồi bằng chữ tuần nè. Ghép nối với INT nè, hàng ngoặc đây. Cái này mới làm thất thời nha các em. Chọn ô ngày tháng nè. Rồi trừ 1 đóng ngoặc chia 7 đóng ngoặc cộng 1. Rồi bạn sẽ ra tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4, tuần 5 gì đó. Rồi câu 5. Câu 5 đề số 2 nha viết công thức tuần của tháng vô này dùm thầy nha tuần của tháng vô không viết được thì bỏ tay rồi rồi sau đó các bạn quét chọn nè Rồi vô insert nè bay và table nè chọn một ô nè các bạn lưu ý nha chọn một ô nha rồi cái ô này đảm bảo phải cách bên trên ít nhất ba bên phải và bên trái ở bên phải và phía dưới trống ok rồi tên vật tư các bạn nằm ở round tuần các bạn nằm ở column rồi tổng số lượng tổng thành tiền nằm ở value đây bạn làm tới đây nhưng mà chỗ value này bạn đem xuống luôn được đúng bạn làm tới đây nè đó nhưng mà chưa giống cái mẫu thì để giống mẫu thì lít chuột phải bay vào đắp xanh lít chuột phải bay vào xanh đó bạn chết vào bạn qua cái thẻ display bạn qua cái thẻ display nha chết vào last set bay table layout chết vào last set bay table layout này cái dòng này đó các bạn đó không một hai ba bốn năm cái thứ năm từ trên xuống trong thẻ delay ok thì bạn sẽ giống mẫu ha còn lại nếu có đổi tên thì bạn đổi tên theo dùm ta à, dùm thầy rồi cái trường hợp nữa trường hợp nữa nếu người ta ẩn cái rent total này hoặc là cái total sum số lượng này thì bạn lấy chuột phải nè và vào đáp xanh lỗi nha coi chừng dạng này gặp nha gặp trong thi nha nó muốn ẩn này nè ẩn cột này nè các bạn đây thầy anh dấu nè nó và cái này nè nó muốn ẩn nó đi nè nó, ẩn cái chỗ thầy tô màu vàng đó thì lấy chuột phải nè vào đáp xanh nè nó total and filter nè nó bây giờ thầy ẩn thầy bỏ chết cái so rent total round họ bỏ chết cái for round thì lập tức cái trên bên tay phải bằng bị mất nè nó nhưng mà ngược lại bây giờ thầy bỏ cái column không chết column luôn nó so rent total for column thì ở đây các bạn bị mất như này tức là người ta có thể cho bạn cái mẫu giống như vậy thì bạn phải nhớ cách by vở xanh total and filter đó chỗ cái so total for round và cái for column này nó chú ý cho thầy chỗ này đó và đây là hai uh, những ý mà các bạn uh, càng quan tâm trong đề số 4 và đề số 5. Đó đề 5 thì các bạn chú ý là cái variable option nhé Variable option. Rồi, các bạn sửa giúp thầy, nếu các bạn có sai nha. Rồi, bây giờ đề số 3 ha Đề số 3 thì bạn hỏi có hai câu ở câu 8 và câu 10. Thì bây giờ sửa thứ nhất là câu số 8. Câu 8 coi người ta nói gì đây? Dùng Advent filter lọc rồi, sai rồi. Bên đây của Lộc Lộc, Lộc bạn đây cầu lọc mà. Lọc lọc nha bạn. Trong phải là chết. Những mẫu tin mặt hàng là A. Rồi bây giờ kiểm tra. Y6 là A, đúng rồi. Và có ngày này từ 12 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2. Rồi, ngày tháng là OE. E6 từ ngày 12 tháng 2 đến 25 tháng 2 về điều kiện bạn không sai, Đó. điều kiện bạn viết không sai nha, Đó. điều kiện bạn viết thì không sai, nhưng mà sao đây, nhưng mà phần thao tác bạn có vấn đề, data, Advanced bên này yêu cầu lọc nên bạn phải chọn dấu chấm chọn đầu tiên, field delete đó, lịch range, bản dữ liệu quét hết bản dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét đúng đủ hai ô lập ra. Ok. Đó, và này bài này các bạn thấy lọc mà. Chứ là lọc nhé. Rồi, câu số 10. À rồi, cái đề này đề sai. Thầy sai. Tức là bài này người ta yêu cầu chỉ trích tên mặt hàng thành tiền, tức là câu này đề nó có vấn đề. Đó, tức là nếu yêu cầu trích đó, thì bạn thao tác giống uh, giống như uh, bài của bạn, đúng rồi. Đó, tức là đúng rồi. Data Advent cấp về Nếu yêu cầu trích nha. Quét chọn, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện heo bằng lập ra. Vị trí trả về một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Và người ta yêu cầu chỉ trích ra mặt hàng, tên mặt hàng và thành tiền tên mặt hàng thành tiền tức này bạn bỏ nè à, nè tên mặt hàng và thành tiền nó tương bỏ mấy cái này Đó, giảm giá con bỏ luôn nó tức là bài này đề nó không có đúng lắm nha để ghi sai thì quên sửa nó tại bài này nếu yêu cầu lọc thì bạn có gì bạn làm trực tiếp ở đây còn nếu yêu cầu trích bạn trích sang vị trí mới và người ta yêu cầu bạn trích một vài tiêu đề thì xóa những tiêu đề rồi dư đó, cái này đề sai nha Rồi, nên bạn làm cái nào cũng được hết Chủ yếu là quen với thao tác Rồi, đề số 10 Đề số 10 lưu ý bài này là bị gập ô rất là nhiều Nên bài này các bạn Bạn sử dụng data table như vậy là không được rồi Ok, rồi bài này các bạn sử dụng data table kiểu này không được nha Không được nha Nó bị gập ô tùm lum hết Thì bây giờ muốn làm bạn phải gì đây Làm thành bản mới nó thì bài này các bạn đã chạy data rồi nó không có sửa được trên đây đâu phải ra bảng mới x y z đó a b và bài này nó bị gặp ô nha, nó bị gặp ô, nó vậy bạn phải xử lý gặp ô hoặc bạn đánh ra một cái bảng mới Được chưa? đây, nãy các bạn thấy nè cái ô này bạn khi ban đầu á, bạn nhấp vô á thì nó sẽ gặp hai ô lại với nhau gộp hai ô lại với nhau nó bị gộp ô đó tất cả các dạng thống kê và rút kết dữ liệu đều không được gộp ô rồi sau đó bạn viết bình thường thôi rồi thì kiểm tra điều kiện bạn viết nha. thầy copy cái điều kiện của bạn nhé đó thầy copy điều kiện của bạn để thầy sử dụng luôn để coi các bạn viết đúng không nha rồi bằng sum n 1 một 6 sáu đến l là mười một đó là tổng thành tiền đúng rồi xong hai điều kiện hai ngoặc Điều kiện thứ nhất các bạn là từ H6 đến H11 H6 đến H11 đó là cái XYZ Rồi bằng Y18 Rồi ok Y10. Ở bằng H18 đúng rồi ha Rồi của thầy ở đây thì thầy cho nó là uh, H26 đúng sai hồi tính tiếp Rồi tiếp theo AB là ký tự bên uh, AB này người ta nói gì đây AB này các bạn thấy nè nó hơi không rõ lắm không rõ lắm nó nhưng mà bạn dùng gì đây bạn dùng ra cho cái g này cũng g 6 này cũng được bạn dùng ra cho cái g 6 này cũng được nha nó nhưng mà này khuyến khích các bạn dùng mã sư tên hay hơn nó từ g 6 bạn cũng đúng nha nó nhưng mà này các bạn đổi qua e 6 đến e 11 cũng không sai nó tại vì người ta không nói rõ ab nó nằm ở đâu nó nhưng bạn nói này ơi em thấy ab đây ab còn đây có c nữa ừ em quay lại chấp nhận luôn, chấp nhận luôn. Tại này người ta không nói rõ, không nói rõ thì bạn được quyền Suy luận làm sao cho nó hợp lý. Nó right bên phải một cái từ. Được nhé. Rồi, nhưng mà ở đây cái ô này thì đổi chút xíu. Đây, sau 79 cần chọn Shift Enter. Rồi ô này có đúng không? G, G 26, G 26 mới đúng nha. Nó nằm ở cục G. Cần Shift Enter. Đây ô này là cục G 26 nè. Đó, đúng không Ô này các bạn nó là gì đây? C29. Quét chọn. Data. What it? Data table. Dòng nằm bên trên nha. Dòng nằm bên trên G26. Cột nằm tay trái. Rồi, thầy nghi ngờ bạn là nhầm giữa dòng và cột trong data table. Nhớ data table thì phía trên là dòng. Bên trái là cột. Đó, nữa nha phía trên là dòng và bên trái là cột đó và chạy lên cho đúng rồi câu 10 rồi chú ý trong data table phía trên là dòng bên trái là cột rồi kem sửa cho em thầy sau khi sửa xong thì các em chuẩn bị đề số 4. Rồi đề tiếp theo đề số 4 bạn có thắc mắc hai câu là câu 1 và câu 2 của đề số 4. <laughs> rồi đầu tiên câu số 1, tô màu vàng và đóng khung cho 6 người có tuổi cao nhất. Rồi. Đó thì ở đây thầy hướng dẫn các bạn luôn cao nhất và thấp nhất luôn nha. Các bạn sẽ dùng một cái hàm. Đó, rồi, bằng cái ô đầu tiên là tuổi, các bạn khóa cột. À, cao nhất các bạn sẽ cho lớn hơn bằng. Lớn hơn bằng. Rồi hàm hàm này. Đó để tìm ra cái giá trị cao nhất. Đó vùng giá trị cao nhất, rồi quét từ G4. À, G4 đến ở đây các bạn G 4 đến G51. Rồi K là số giá trị bạn muốn tìm. Đó tất bạn muốn tìm 3 giá trị cao nhất, 4 giá trị cao nhất, 5 giá trị cao nhất gì đó. Thì bạn đánh vô, bạn yêu cầu 6, sáu Enter. Đó. Thì sau đó bạn đem công thức này vô trong Đó thì bạn sẽ giải quyết được vấn đề Đây giả sử thầy tô màu vàng nha Dán công thức vô Ở đây thầy sử dụng đây là màu vàng Đó. Rồi thiếu cái gì báo lỗi đây đó à, cái này do bạn sắp xếp hay về nè nên nó nhảy từ trên xuống dưới luôn nè à, còn không có sắp xếp để tự ấy bình thường nha nó nhảy đúng vị trí thôi này do bạn sắp xếp rồi đó đây là câu một câu uh, Câu này câu mấy ta câu một câu một các bạn sử dụng hàm này nha đó à, này tìm ra với k là giá trị số giá trị mà muốn lấy cao nhất hoặc thấp nhất đó, còn nếu muốn lấy thấp uh, Xin lỗi Cái đó là Cao nhất ha Còn bây giờ thấp nhất Các bạn sẽ dùng Một cái hàm đó là small Đó Công thức cũng tương tự nha G4 nè Nhưng mà giá này Các bạn sẽ nhỏ hơn bằng Small Đó Và y chang vậy 6 Đây là tìm ra 6 giá trị thấp nhất Còn Slot là 6 giá trị cao nhất Đây thầy sẽ đưa vô nha đưa vô các bạn sẽ thấy đó, thầy ơi thầy biết nhưng không biết đúng sai Đó, bây giờ thầy đưa vô cho các em coi ha rồi ở đây thầy sẽ dùng màu đỏ nha nó thì các em sẽ thấy nó nằm ở dưới cùng thầy do bạn đã sắp xếp rồi đó bạn sắp xếp rồi nên vậy xuống dưới cùng nó cao nhất Con này sẽ là thấp nhất Đợi ý thứ hai Tô màu xanh những dòng 5 sinh Rồi Để coi bạn làm đúng không nha Ok Cảm ơn bạn tuyệt vời Rồi thầy sẽ phân tích công thức của bạn thôi Đó thầy phân tích công thức của bạn nha Rồi ở đây các bạn dùng F4 lâu năm sinh nè, à. lớn bằng 50, 1950 và nhỏ bằng 1955. Ở đây bạn không dùng hàm chia. Lý do bữa trước thầy phân tích rồi. Nhấp vô này đây là số. Số mà bạn dùng hàm ngày tháng là bạn ao Nó nó bạn chỉ cần gì chọn cái ô đó bằng so sánh số thôi. Cực kỳ đơn giản. Rồi câu 2. Nói cái okay, em đang sử dụng đó là em đòi là dùng top, bottom đó, nhưng mà cái đó là gì nó chỉ giải quyết được cho ô mà em bữa trước thầy nói sao ạ à? muốn tô màu cho dòng, bạn chỉ sử dụng duy nhất là công thức thôi sử dụng gì, dòng số 6 thôi còn bạn dùng này, nó chỉ giải quyết được cho ô thôi đó, tức là bạn gì bạn chỉ tô được cái ô nào đó thôi đó, tức là bạn tô màu cho được cái tuổi này ô bên đây thôi tại sao đó, bạn làm phủ công hay gì, bạn quét bên đây tô lại hay gì đó, nhớ nha để nên bắt buộc bạn sử dụng công thức Kẹp chứ bạn ừ. đó tại vì bữa trước này có nói các bạn là gì khi tô màu này các bạn nhớ nè là cái phần uh, từ dòng 1 đến dòng số 5 nó có thể chơi quyết cho ô nhưng mà dòng số 6 thì nó giải quyết cho dòng và dòng số 6 này cũng có thể giải quyết được cho ô ở những công thức trên trừ cái đầu tiên cái đầu tiên các bạn là phân bó sao do tô mà tất cả các ô Yeah. đó là lý do tại sao nó không dùng được công thức. Rồi câu số 2. <laughs> Rồi câu 2 đơn giản này quá đơn giản mà sao vậy kỳ vậy ta? Index làm quá trời luôn mà cái này làm nên index đơn giản không biết làm. Index câu số 2 đề số 4 vùng kết quả từ D15 đến F17. Dòng kèm bên tay trái ngày tháng chọn ô ngày tháng C6 rồi à Vùng chứa các bạn quét từ C15 đến C17 Ngày tháng tăng dần dùng số 1 Nếu ngày tháng giảm dần dùng trừ 1 Cột mát Cột các bạn là A100 A100 nằm ở ký tự mã sản phẩm Trị do xong quét vùng chứa Các bạn quét từ OD14 Các bạn quét từ OD14 đến F14 F4 Chữ nên dùng số 0 Các bạn nhấn Enter Đó các bạn đóng gì đây Đóng hoặc của hàm Max và đóng hoặc Index sau đó bạn mới nhân câu ép nếu điều kiện cái gì Đây là nét trước nha Rồi vơi cúp chút xíu thầy chỉ luôn Rồi ở đây người ta yêu cầu giảm 5, 10% nếu là số lượng trên 100 Tức là làm index xong đó, các bạn nhân cho ép nếu Cái số lượng các bạn trên 100 Thì bạn trả 90% Ngược lại trả 100% Đó giảm 10% cho số lượng trên 100 Đây Đó số lượng trên 100 Thì bạn giảm 10%. Đó, nó cực kỳ đơn giản thôi tức là bạn làm cái index hoặc cái vlookup trước làm xong rồi bạn nhân cho ít nó câu 2 ý đầu tiên rồi còn ý vlookup thì sao thì đây các bạn cũng tương tự như vậy các bạn bằng vlookup trị do là ngày tháng bản do quét từ trị do đến kết quả các bạn quét từ c 15 đến f 17 bảy nếu cái mã sản phẩm các bạn bằng a 100 thì bạn trả về cột 2 nếu cái mã sản phẩm các bạn bằng B gạch 125 thì bạn trả về cục 3 còn lại là cục 4 1 ít 2 ít cách dò số 1 lý do nó là ngày tháng tăng dần đó là dữ liệu ngày tháng sau đó bạn ngăn cho ít nếu cái số lượng các bạn trên trăm thì trả 90% ngược lại cho 100% Enter cái này gọi lỗi đơn giản, các bạn chuyển qua render ừ, Cực kỳ đơn giản ha Mấu chốt là các bạn viết được cái hàm V lúc cấp H cấp Ở internet nha, yeah. viết cái hàm được hàm index đơn giản Sau đó bạn mới đem nhân cho cái If sao Rồi, các bạn sửa dùm thầy câu 1 và câu 2 đề số 4 Sửa xong các bạn chuẩn bị đề số 5 Rồi tiếp tục thầy sửa cho bạn đề 5 ha Đề 5 thì ở trong đây các bạn có hỏi là câu 1 và câu 5 Được chưa? Riêng câu 2 và câu 4 là thầy kiểm tra là các bạn sai hết luôn Rồi bây giờ thầy kiểm tra trước câu 1 Đó là câu 1 tô màu cách 3 dòng Thì tô màu cách 3 dòng thầy đã cung cấp công thức rồi Các bạn chỉ áp dụng thôi Đó bạn chỉ áp dụng thôi Ờ, à, đây mod round chữ 4 ha cái, à, cái này không đúng nha Cái này không đúng nha Um, đây. Để thầy xóa cái này nha, cũng Mỹ. để thầy kiểm tra cái Mỹ của bạn coi. Của bạn là Mỹ hoặc là Anh cái này thì dễ quá rồi. Thì xin phép xóa. Rồi, cái mốt rau ha. Để thầy đợi lời cho đây nè. Đây. Đó tô ba dòng cách một dòng ha. Tô ba tô màu cách ba dòng, tô màu cách ba dòng chứ không phải tô ba dòng. Chứ không phải là tô màu cách một dòng bạn, bạn lưu ý bạn đọc kỹ câu hỏi tô màu cách 3 dòng. Thì trong ba tô màu cách 3 dòng này có hai có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, là tô 3 dòng cách 3 dòng. Cái thứ hai là tô một dòng cách 3 dòng. Tô một dòng cách 3 dòng. Và ở đây thầy sẽ hướng dẫn. Còn cái này các bạn là tô 3 dòng cách một dòng. Đó bạn lưu ý nha. Để đây thì các bạn sẽ dùng công thức đây là à, uh, đây thầy sẽ cung cấp bạn công thức ha bằng ờ uh, mod à, uh, nt hai ngoặc round trừ một đúng không chia n đúng không cộng một chấm phẩy hai nhá. À... tô 3 dòng cách 3 dòng. Đây là công thức. Nha, đây là công thức tô 3 dòng cách 3 dòng nha các bạn. Đây. Còn công thức của bạn là tô 3 dòng cách 1 dòng. Các bạn lưu ý đọc kỹ giùm thầy. Đây thay đổi qua màu vàng nha. Tô 3 cách 3 tô ba cách ba nó câu 1 cái này số 3 thầy ghi lại là n nhé nó n với n là số dòng muốn cách ra nó tức là ở này bạn hỏi tô 4, tô 5, tô 6 cũng được nó còn công thức của bạn công thức thứ hai của bạn đây nè Uh, mốt rau này là tô ba dòng cách tô ba dòng cách một dòng thì bạn sử dụng công thức này còn cái chỗ mỹ anh thì đơn giản quá rồi nó đối với mỹ anh thì quá đơn giản <laughs> nó thì đây là bằng gì đây ồ à, cái ô đầu tiên các bạn bằng khóa cột ha bằng nước anh hoặc cái ô đầu tiên của bạn ha nó bằng nước mỹ nó cái ô nó bằng anh hoặc bằng mỹ rồi thì tô nó màu vàng nha Yeah này nó bằng anh hoặc là bằng mỹ ha rồi câu 2 câu 2 câu 2 các bạn ở đây các bạn có ba loại loại hàng ha đơn giá và chiết khấu ở đây có ba ý và bạn không có làm nha rồi các bạn lưu ý nè người ta nằm ở hai bảng khác nhau hai sheet khác nhau các bạn không có chuyện các bạn đem qua copy đem qua cho dễ làm nha người ta để đâu bạn để như vậy giùm thầy bằng internet rồi các bạn quan sát nè di chuyển qua sheet bảng 2 vừa di chuyển bạn xóa tên sheet đến dấu ngoặc và phần các đối số xóa tên sheet đến dấu ngoặc và các đối số quét cái vùng kết quả bằng tìm. nội hàng F4 liền rồi khi bạn vừa mới di chuyển á bạn không xóa nữa nha ở xin khi bạn quét dữ liệu bạn không xóa bạn chỉ xóa khi bạn vừa di chuyển thôi rồi một dòng đến số 1 cột các bạn mát ở đây các bạn ba cột di chuyển của bên đây nó vừa di chuyển bằng xóa tên ship đến dấu hoặc, hoặc có đối số chọn mặt hàng đó chấm phải còn khi bạn đã chọn dữ liệu quét dữ liệu rồi thì bạn không xóa nữa nha bạn chỉ xóa khi vừa di chuyển thôi di chuyển qua bảng hai nè vừa di chuyển nè xóa tên sheet, đến dấu ngoặc hoặc có đối số trường hợp này là chấm phải phần đối số rồi quét cái vùng chứa là từ E6 đến G6 F4 cách dò không lý do là chữ đóng mắt đóng ines enter nó chứ không phải ngồi đó bạn copy đem qua dễ làm không có nha đây trình độ b hạn chế tối đa dùng h lớp cấp đơn giá ines luôn di chuyển qua bảng hai vừa di chuyển số tên sheet đến dân đến, đến dấu hoặc và đối số web vùng chứa từ E8 đến G8 E4 dòng có một dòng đến số 1 cột mát cột cái này bạn có hai lựa chọn một là điện tử hai là TV di chuyển qua sheet 1 vừa di chuyển số tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phân đối số vừa di chuyển số tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phân đối số chọn mã hàng sheet uh, G5 trị do ở trị do xong quét vùng chứa vừa di chuyển các bạn xóa tên sheet đến dấu hoặc và có số tùy trường hợp nó quét vùng chứa ở bên kia thì chọn cái TV thì qua đây thì quét từ cái OE6 G6 F4 cách do không Inter thì ở đây các bạn có thể dùng hát lookup luôn nha nhưng mà hạn chế dùng thầy tại vì mình đang học ở trình độ B nó mình hạn chế nha rồi Uh, các bạn nhớ là mình hạn chế dùng thầy qua cách dùng hát lookup cũng y chang Vậy bạn phải di chuyển qua xích này và xích kia Đó, được chưa thì bạn cũng phải lưu ý đó dùng thầy xóa tên sheet khi vừa di chuyển rồi còn cái cái mà các bạn sai nhiều nhất ở đây là chiếc khấu bằng index các bạn sai một cái rất là tiếc di chuyển qua bên đây xóa tên sheet đến dấu ngoài không phải có số quét cái bạn các bạn nè quét từ cái D6 đến F6 cho bạn chiếc khấu F4 dòng các bạn mát dòng đó là TV di chuyển qua shift 1 vừa di chuyển số tên shift đến dấu ngoặc không có đối số cho cái mã hàng trị dò sau quét bảng dò di chuyển qua shift bản chi khấu vừa di chuyển số tên shift đến dấu ngoặc không có đối số rồi quét vùng chứa các bạn quét từ C6 đến C8 C6 đến C8 rồi cách dò không lý do là chữ chấm phải mát cột mát cột các bạn là tỷ lệ chiết khấu cho trị giá hóa đơn di chuyển của bên đây thì ở đây người ta yêu cầu cái đó là gì trị giá mà trị giá thì các bạn bằng số lượng các bạn nhân đơn giá nó chứ không phải là nó lỗi hết nha các bạn nó mà nó là gì thay vì các bạn nó là một ô thì bây giờ nó là một tích nó thay bạn ghép chuỗi thì bây giờ nó là một cái tích vậy thôi tại người ta yêu cầu trị giá thì bằng số lượng nhân đơn giá nó di chuyển các bạn chiết khấu vừa di chuyển số tên sheet đến dấu ngoặc không phải có đối số nó quét cái này nó từ D5 đến F5 rồi cách giờ là một lý do nó tăng dần nó chứ không phải bạn muốn làm sao bạn làm nha bạn nó chứ không phải ừ ủa nó lỗi đó, đâu có lỗi gì đâu được chưa? tại các bạn không có nắm được quy luật của nó rồi, các bạn suy nghĩ nó cái gì đó nó cao xa được rồi, mà ở đây nó là cái tích cái tích nó tại vì trị giá thì bằng số lượng nhân đơn giá được chưa đề năm sửa câu 1 và câu 2 trước đi Sau đó thầy sửa câu tiếp theo Rồi bây giờ tiếp theo là câu 4 của đề số 5 Ok Người ta cho hai xít khác nhau Làm tuyệt vời thấy mình không có sai Nhưng mà chúc mừng bạn tẻ hổ Rồi bây giờ thầy chỉ kiểm tra nói phân tích cái sai của bạn thôi Đây Dữ liệu ha Cái vùng các bạn là từ M đây À, rồi, đây, sum tính doanh thu di chuyển qua bên đây vừa di chuyển số tên sheet đến với ngoài hợp với cái số quét thành tiền m7 đến m12 nhân hai điều kiện hai ngoài. nó bây giờ điều kiện các bạn nó là gì đây tv nó điều kiện các bạn là tv đó thì bây giờ bạn quét nè quét từ oh h7 các bạn quét đến h12 3 Di chuyển qua bảng doanh thu Số tên xếp đến dấu hoặc và cái đó số Chọn ô này Đó và bạn tự thấy rằng bạn đúng Nhưng mà chúc bạn mừng bạn đúng lần sau Tại bạn điều kiện bằng tháng 1 hay là 9 nữa Tức bạn còn cái gì Di chuyển qua bên đây Đó Mạnh Mạnh của gì Của cái ngày Từ D7 đến D12 F4 Bằng Bằng 1 bằng Và Year Của gì đây Của D7-12 nó bị luôn Bằng 2001 Ủa 2009 Ctrl-Shift-Enter nó Tức là ngoài về á Các bạn là gì đây Đây các bạn thấy nè Ngoài việc là bạn có gì Cái mã là TV Thì bạn có hai điều kiện nữa Là cái mênh nó bằng 1 Và cái 5 nó 209 Đó Đây là một cái mà các bạn bị sai đó còn lợi các bạn tự làm nha số lần bán thì không có gì hết nó nó lừa các bạn ở chỗ này thôi nó lừa các bạn đau đớn cái chỗ này thôi nó tức là bạn thiếu cái manh và cái gì đó. rồi câu số 5 câu số 5 bài này các bạn thống kê cái này bạn có hai cách rồi ok thế này thầy chỉ phân tích thôi nha thầy không làm nha đó đây bạn sử dụng công thức mạng rồi hàm cơ sở dữ liệu thì muốn làm được nghe chỗ này á Thì bạn chịu khó Bạn chịu khó ha Đó, Bạn chịu khó bạn bỏ cái chữ quý này đi bạn mới làm được nha Đó, Tại vì nó ô nó phải ô giao này mới được nè bỏ chữ quý đi Rồi Thống kê bằng hai cách mẫu thống kê cái gì đó là tùy bạn Tổng số lượng Rồi Ok công thức bạn viết sai rồi Đây phóng to được em thấy Sum vùng tính tổng từ H5 đến H10 rồi Điều kiện một các bạn từ G5 đến G10 G5 đến G10 đó là mã hàng Bằng G22 Ok Các bạn phải khóa dòng Để chạy ngang và khóa cột để chạy xuống Bạn này cần chạy xuống Ở, Xin lỗi các bạn G22 G22 là này Thì nó bằng với cái ô này Cái ô G22 là ô này các bạn Nó phải khóa dòng nha Để thức đi qua Rồi INT Rồi ở đây nè các bạn lưu ý nè int bạn đặt thêm một ngoặc như này nè thì bạn thêm một ngoặc như này nữa thì đúng nha nhưng mà làm vậy dễ bị rối lắm nha yeah. đây int hai ngoặc nha hai ngoặc ở chỗ này mới đúng nha đó bạn đặt ngoặc sai rồi đó, à, rồi int hai ngoặc minh trừ 1 đóng ngoặc chia 3, đóng ngoặc cộng 1 nó cần Shift xếp enter lưu ý bạn viết sai ngoặc nha thành ra bài làm bạn nó không đúng nha chú ý viết công thức Ờ... Uh, quý cẩn thận nha nó Tại vì vô thi các bạn hay cho thức quý lắm Vô thi hay gặp thức quý lắm nha Rồi đây là câu 4 và câu 5 Rồi để thầy phân tích thêm câu 5 nha Còn mình có thể làm thêm được cái gì Rồi ở đây các bạn có thể dùng mảng nha Rồi câu, uh, câu 5 thì các bạn có thể dùng công thức mảng nè Rồi cái thứ hai nữa bạn lập cột phụ ra Cách 2 các bạn có thể dùng là dùng lệnh data table cách 3 cách 3 bạn dùng hàm cơ sở dữ liệu cách 4 cách 4 các bạn làm gì đây lập cột phụ quý ra rồi sau đó bạn dùng sum if đó đây là bốn cách được rồi, thì các bạn về nhà các bạn làm những cách còn lại Rồi, các bạn sửa giùm thầy nha Và nhớ đây là bài học xương máu nha, thầy không muốn các bạn lặp lại câu này nữa nha đó, Không muốn các bạn lặp lại ngay chỗ câu 4 nha, các bạn đọc điều kiện bằng thiếu đó, Và bài học xương máu này cũng được học trong bài tập tăng cường rồi Đó, tới đây bạn vẫn bị bị sai Rồi, các bạn sửa giùm thầy Rồi, cho em nha, tiếp tục thầy hướng dẫn cho các em bài toán server nha Bài toán tiếp theo thầy hướng dẫn cho các bạn bài toán server Hay gọi là bài toán tối ưu Hoặc là giải hệ phương trình giải hệ phương trình nha. Còn bữa trước mình học công cụ đóng kê để viết phương trình và bây giờ là mình giải hệ phương trình. nó bài toán solver là dùng để giải hệ phương trình. Đó, gồm nhiều điều kiện hoặc là um, tối ưu gồm nhiều điều kiện. Rồi, thì đối với bài toán solver này thì uh, thầy có tổng cộng là 6 bước làm Đó, thì các em có thể quan sát nha. Uh, bước 1. Uh, lấy dữ liệu ra lấy dữ liệu đề bài ra. Sau đó lập thành bảng. Cho hợp lý. Bước 2. Giả sử số liệu được hỏi nhiều nhất. Bước 3. Tính cái được hỏi còn lại. Thông thường doanh thu lợi nhuận chi phí thông thường ở bước 3 các bạn tính doanh thu đó hoặc là hỏi lợi nhuận hoặc là chi phí nó và này hỏi gì cao nhất là hỏi thấp nhất là hỏi đạt cái giá trị nào đó nó hỏi thì hỏi cao nhất hỏi thấp nhất hoặc là đạt giá trị nào đó 5 triệu 10 triệu 10, 20 triệu 100 triệu 200 triệu gì đó bước 4 xây dựng được điều... đọc kỹ đề xây dựng điều kiện bước này bước cực kỳ quan trọng nha xây dựng điều kiện và ghi rõ ra thông thường lợi nhuận tổng lợi nhuận thông thường nha tổng lợi nhuận sẽ bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí tổng doanh thu bằng số lượng nhân giá bán tổng chi phí bằng số lượng nhân chi phí sản xuất rồi một cái nữa những số liệu so sánh những số liệu tổng cho sẵn hãy chú ý tính sử dụng tổng sử dụng bước 5 chạy server bước 6 kết luận đây là 6 bước các bạn cần quan tâm dùm thầy đối với bài toán server ghi kỹ vô từng câu từng chữ ghi kỹ vô dùm thầy rồi trước khi làm bài toán server thì thầy nhắc lại cái phần lấy công cụ ra để lấy công cụ server VBA và macro thì Uh, hoặc là công cụ thống kê thì các bạn vô File các bạn chọn Option File, các bạn chọn Option Bữa trước thì chỉ các bạn vô phần Advent này Nó sẽ nở vô phần uh, Customer Response Bạn chết vào Develop Customer Response mà chết vào Develop để bạn lấy cái phần uh, uh, VBA Macro Được chưa Rồi Còn bây giờ mình muốn lấy cái phần công cụ thống kê Server Thì bạn vô phần Add In và Bạn vô phần Go Thì bữa trước thì chỉ các bạn Any Đó là công cụ thống kê đó công cụ thống kê còn server add-in đó là công cụ server đó là công cụ server rồi rồi bây giờ đã lấy ra xong thì các bạn thấy nè bữa trước thì phần data của bạn là cái data list là công cụ thống kê của mình nè server là cái này nè thì chút xíu mình sẽ chạy với nó Được không? nhưng mà trước khi chạy nó mình phải làm sáu bước này nó muốn chạy nó thì mình bây giờ mình phải làm sáu bước này rồi bước 1 đọc đời lấy hết dữ liệu ra một doanh nghiệp sản xuất cần sản xuất có một máy sản xuất áo và một máy sản xuất quần công suất tối đa đây người ta cho công suất công suất này là của áo và của quần công suất là sản xuất ra bao nhiêu chiếc áo đây 5.000 chiếc quần và 10.000 chiếc áo Đó, áo thì các bạn có 10.000 sản xuất được 10.000 chiếc trong một tháng và quần thì có 5.000 chiếc sản xuất được 5.000 chiếc cho một tháng rồi tiếp tục à, vốn của công ty này là 500 triệu nó vốn có 500 triệu rồi Chi phí sản xuất ra một chiếc quần là 60.000 và chiếc áo là 40.000. Chi phí sản xuất. Áo là 40.000. Quần là 60.000. Đây. Quần là 60, áo 40, giá bán quần trăm, áo 4 áo nhiêu đây? Áo 40 à, áo áo 65 quần trăm. Áo thì 65. Quần thì 100. nó đây là giá bán rồi coi coi rồi ở đây người ta yêu cầu bạn là tìm sử dụng server tìm số lượng quần áo đây hỏi hai cái Mà một cái là số lượng quần một cái số lượng áo hỏi hai là đợi lợi nhuận tối đa nó lợi nhuận tối đa đây cao nhất đó và cái lợi nhuận cao nhất thì nó các bạn thấy nó rơi vào bước số 3 đó bước hai nó sẽ là giả sử gì đây giả sử số lượng sản xuất quần và áo được chưa Tới đây các bạn thấy hỏi nè mà cái lợi nhuận này sẽ rơi vào bước 3 nè Đó tính cái hỏi còn lợi Rồi bước 2 các bạn là cái được hỏi nhiều nhất Đây là hỏi gì bao nhiêu chiếc quần bao nhiêu áo Tức là hỏi hai số liệu Số liệu quần số liệu áo Còn này lợi nhuận có một số liệu Đó các bạn lưu ý nha Rồi ở đây các bạn giả sử là số lượng sản xuất Quần một chiếc áo một chiếc Lưu ý này là giả sử thôi nha bạn muốn giả sử số 0 cũng được, bạn giả sử số bao nhiêu cũng được. Đó, giả sử. Rồi bước 2 tính cái hỏi còn lại Hỏi còn lại các bạn là lợi nhuận Tổng lợi nhuận Đó thì tổng lợi nhuận bằng sẽ tổng doanh thu Đó tổng chi phí Rồi tổng lợi nhuận Đó Rồi bây giờ tiếp tục nè à, Ở đây các bạn thấy nè Cái này chỗ số lượng sản xuất mình giả sử Thì có nói lại Giả sử nè Giả sử đây các bạn giả sử bao nhiêu cũng được nó bạn thích số không cũng được đó bạn thích bây giờ bạn thích có thể em thích số không em thích thích ba em xin bông lợp tức là đây là con số được rồi đây là con số Được giờ giả sử bao nhiêu cũng được được rồi bao nhiêu cũng được hết nha rồi bây giờ cái gì tổng trên, người ta hỏi cái thứ bước ba 3, bước 3 các bạn là tính cái được hỏi còn lại bước 3 là tính cái được hỏi còn lại này các bạn thấy nè đó tính cái được hỏi còn lại nó là doanh thu lợi nhuận hoặc chi phí bài này người ta yêu cầu bạn tính cái được hỏi còn lại là lợi nhuận tức là cái gì đây lợi nhuận nào bạn thấy không đó tính được cái hỏi còn lại là lợi nhuận nè nó là cao nhất thấp nhất hoặc giá trị nào đó người ta yêu cầu tìm cái lợi nhuận là cao nhất mà lợi nhuận thầy có ghi các bạn là gì tổng doanh thu trừ tổng chi phí đây tổng doanh thu trừ tổng chi phí đó tức là mình tính tổng doanh thu trước nè doanh thu Vậy doanh thu thầy ghi là gì đây bằng số lượng nhân cho giá bán số lượng nhân giá bản Từ đây số lượng sản xuất các bạn nè từ C27 đến D27 các bạn khóa là F4 dùm thầy nhân cho cái gì đây nhân cho đây là doanh thu nên mình sẽ nhân cho giá bản nha doanh thu bạn sẽ nhân cho giá bản nha các bạn đó là từ C26 đến D26 từ C26 đến D26 các bạn F4 đây dùm thầy và đây là công thức mảng nên mình kết thúc bằng tổ hợp phím Ctrl Shift Enter đây là công thức mảng mình sử dụng đây là công thức mảng nha Ctrl Shift nhấn Enter đó. Được chưa? Ở đây các bạn là sử dụng công thức mạng Ctrl xém nhấn Enter giùm thầy nhé. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục là tổng chi phí. Tổng chi phí các bạn bằng giờ bằng số lượng sản xuất các bạn nhấn F4 giùm thầy nhân cho cái gì các bạn? Nhân cho chi phí sản xuất từ C25 đến D25 ở đây là máy của thầy vi làm như vậy còn các bạn cái vị trí nó có thể thay đổi nha cái vị trí của bạn có thể thay đổi cần cho xếp nhấn enter bây giờ đây là công thức mảng nên bạn kết thúc bằng tổ hợp phím cần cho xếp enter nha nhấn enter sai rãng chiều lợi nhuận thì các bạn bằng doanh thu trừ chi phí lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ chi phí nha lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ chi phí nó ở đây nhấn enter bình thường nha tại vì đây là công thức thường nha bạn đây là công thức thường rồi bước số 3 bạn xong rồi đó tính lợi nhuận đây Bước số 4 Bước số 4 là đọc kỹ đời ghi điều kiện ra Rồi mình phải ghi từng điều kiện ra nha các bạn Ví dụ Đó đây là điều kiện 1 Thông thường cái điều kiện là bước 2 các bạn là nguyên dương Đó là điều là số lượng sản xuất Đó số lượng sản xuất các bạn nè Đó số lượng sản xuất các bạn là nguyên dương Đó số lượng sản xuất các bạn đây là nguyên dương Thông thường nha Thông thường Thông thường là cái gì cái bước số 2 các bạn là nguyên dương. Thông thường điều kiện đầu tiên các bạn là bước số 2 là nguyên dương. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ phân tích toàn bộ những cái số liệu này. Mình phân tích toàn bộ những cái số liệu này mình kiểm tra để mình ghi điều kiện ra. Rồi công suất. Đây, công suất thì các bạn thấy là công suất liên quan đến số lượng sản xuất. Điều kiện 2. Điều kiện 2, số lượng sản xuất. Nó phải luôn luôn nhỏ hơn bằng công suất đó, điều kiện sản xuất là số lượng sản xuất phải luôn luôn nhỏ hơn bằng công suất. Đó, phải nhỏ hơn bằng công suất. Rồi. Chi phí sản xuất mình tính tổng chi phí ở đây. Đó, giá bán mình tính tổng doanh thu ở đây. Rồi, bây giờ còn cái vốn. Tức là bạn gì đây? Tổng chi phí nhỏ hơn bằng vốn. Điều kiện 3. Tổng chi phí luôn nhỏ hơn hoặc bằng vốn. Né, tổng chi phí các bạn phải nhỏ hơn bằng vốn. Rồi, tổng doanh thu, tổng số nhận. Rồi, ở đây bạn thấy sử dụng tất cả các số liệu xong rồi. Đó, sau khi bạn thấy các bạn thấy rõ ràng nè. Đó, làm từng bước, bước 1 lấy bạn ra, bước 2 giả sử cái được hiểu nhiều nhất, bước 3 tính cái được hỏi còn lại, bước 4 là đó. bước 4 là các bạn gì đây? xây dựng điều kiện ghi rõ ra. Rồi bước năm là chạy server, các bạn quan sát cách chạy server. Data server. Data server. Cái ô đầu tiên ở trên này mà, set up là ô ở bước số 3, là một ô ở bước số 3. Lưỡi nha F cái này nè, cái ô đầu tiên các bạn nè là một ô của bước số 3. Đó, bạn phải nhớ cái ô bước số 3 bạn lô nào nha. Đây là một ô thôi nha các bạn. Rồi, mát min với lô Người ta yêu cầu lớn nhất thì mát, nhỏ nhất là min. Về lô thì đánh giá trị vô dù dùm thầy. Về lô thì đánh giá trị vô dù dùm thầy. Bạn này yêu cầu mát trước. Rồi, cái khung này, by chain and vary style. By chain and vary style. Đây là những ô của bước số 2. Những ô của bước số 2. Đây, nhớ nha, là những ô nha các bạn. Đó, đây là những ô của bước số 2. Rồi bắt đầu add cái điều kiện vô. Điều kiện thứ nhất là số lượng sản xuất là những là các bạn thấy là hai ô của bước số 2 nè. Nó phải là nguyên thì các bạn chọn int. int. Add vô. Số lượng sản xuất là C27 đến D27. Ô bước 2 nè. Nhỏ hơn bằng đó, nó phải lớn bằng gì đây? Lớn bằng 1. Tại vì nếu lớn hơn bằng 0 thì các bạn có quyền bằng 0 và bằng 0 thì không phải là số dương cũng không phải là số âm. Đó, nên ở đây thầy sẽ luôn luôn cho các bạn là lớn hơn bằng 1. Add vô. Rồi, số lượng sản xuất đài, số lượng sản xuất tiếp nhỏ hơn bằng công suất nhỏ hơn bằng công suất. Add vô. Tổng chi phí, tổng chi phí các bạn nè, Nhỏ hơn bằng Vốn Thế ở đây các bạn có thể nhấn OK Tại vì đây là bước uh, Là cái điều kiện cuối cùng Nếu như còn nữa Thì bạn ẹt vô Đó Và nếu hết Thì giấc này các bạn thấy nè Không Bạn đã lỡ Bấm ẹt vô rồi Nhưng mà giấc này Bạn không còn điều kiện nữa Thì cái này bạn nhấn OK Nó không được mà Bạn phải nhấn Cancel Đó Thì giấc này nó ra cho bạn Đó nha Rồi chạy server. Thay chạy lại Là làm một lần nữa Server muốn thêm điều kiện muốn add thêm điều kiện bạn chọn add sửa thì bạn chọn điều kiện bạn sửa trên nó muốn xóa thì chọn điều kiện xóa bạn muốn làm lại reset on à, add là thêm điều kiện change là sửa delete software, reset on làm lại rồi server cái ô trên cột này là một ô của bước số 3 nhớ là một ô nha Đọc kỹ Max, Min hay Value Up. Bạn yêu cầu math thì Max, Min thì là nguyên Value Up thì đánh giá trị vô. Value Up thì đánh giá trị vô nha mấy em. Rồi. By Channel Vary Style. Ở đây là những ô của bước số 2. Đó. Đây các bạn chọn giùm thầy những ô của bước số 2. Rồi. C27, D27. E điều kiện vô. Điều kiện thứ nhất. Số lượng sản xuất. Đó. C27, D27 nè. Đây là ô của bước 2 nè. Đó. Số nguyên. INT. Số lượng sản xuất Số dương Lớn bằng 1 Số lượng sản xuất Nhỏ hơn bằng công suất Nghe chưa? Rồi Tổng chi phí Nhỏ hơn bằng vốn Ok Sau đó bạn kết luận Kết luận Vậy cần sản xuất 5.000 chiếc áo và 5.000 chiếc quần để đạt lợi nhuận để đạt lợi nhuận tối đa 325 triệu Đó. các em nhớ nha đầy đủ bốn bước ở đầy đủ 6 bước từng bước từng bước các em làm lại kỹ dùm thầy Rồi Rồi bây giờ câu số 2 nha Câu số 2 người ta nói gì các bạn Người ta cho sẵn cái bảng rồi Thì cái dạng thứ nhất á Là người ta cho chữ không Thì mình sẽ làm đủ 6 bước Dạng số 2 Người ta cho sẵn bảng Thì mình sẽ bỏ qua bước số 1 Mình làm từ bước số 2 đến bước số 5 Rồi Ở đây các bạn thấy là người ta cho bạn sẵn nè rồi bước 2 các bạn giả sử số lượng sản xuất. Đó, người ta cần sản xuất ra ba cái loại bánh à, ba loại bánh hen cái này tùy bột đường trứng thì bây giờ nó phối lại chỉ ra bánh thôi chứ dạy cái gì không lấy ra thức ăn được chưa thì nó không hợp lý lắm cho nên uh, cái này thì giả sử nó là ra bánh nha Nó nhưng mà đem bột đem đường đem trứng này ra thức ăn thì nó vô lý ra bánh đó một cái bánh AX, -A một bánh A y một bánh Z rồi bước hai là hỏi cái còn lại là lợi nhuận Vậy mình tính tổng lợi nhuận đó tổng lợi nhuận rồi Mà lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ chi phí Nhưng mà bài này các bạn thấy mình không có doanh thu Đó cũng không có chi phí Nhưng bạn có lợi nhuận của từng cái Đó thì mình lấy số lượng sản xuất nè Nó số lượng sản xuất từ E8 đến G8 Bạn em nhân cho gì Cái lợi nhuận của từng sản phẩm từ N4 đến N14 Từ N4 đến N14 Ctrl Shift Enter đó. rồi yeah, mình thấy rõ ràng tổng lợi nhuận. Rồi. Bước 3 xong, bước 4. Xây dựng điều kiện ghi rõ ra còn người ta có sẵn điều kiện. Mình kiểm tra lại. Rồi. Đến mức nguyên liệu đây, người ta cho số hộp bánh cà sản xuất nguyên dương. Tức là cái này bạn nguyên dương. Rồi, nguyên liệu sử dụng không vượt quá nguyên liệu hiện có đây. Nguyên liệu hiện có, vậy mình tính nguyên liệu sử dụng. Đó, à, các bạn tính về tổng bột sử dụng. Tổng đường sử dụng. Tổng trứng sử dụng. Rồi, tổng bột thì bạn bằng gì đây? Bằng số lượng sản xuất. Nhân cái lượng bột để tạo ra mỗi chiếc bánh. Đây là công thức mảng Ctrl Shift Enter. Đó. Rồi bột tới đường Bằng số lượng sản xuất Nhân lượng đường tạo ra một cái bánh Đó Ctrl Shift Enter Rồi tổng trứng Nó bằng số lượng sản xuất. Nhân. Trứng tạo ra. Ctrl Shift Enter. Rồi. Xong. Đây tức là gì đây các bạn thấy nè. Bột nhỏ hơn bằng này. Đường nhỏ hơn bằng này. Trứng nhỏ hơn bằng này. Rồi. Bánh y phải từ 100 trở lên. Đây bánh y lần này. Rồi sau khi mình làm hết rồi mình chuyển qua bước 5 solver data solver audit ô ở bước 3 lợi nhuận đạt giá trị mát giá trị thay đổi những ô bước 2 đó thì cái này các bạn có thể 2 ô 3 ô 4 ô 5 ô 6 ô 7 ô gì đó tùy theo trường hợp nó quét từ E8 đến G8 à, các điều kiện vô số lượng sản xuất số nguyên các bạn chọn INT vô số lượng sản xuất là số dương lớn hơn bằng 1 Vô. số lượng ở đây tiếp theo là về sử nguyên liệu sử dụng tức là bột sử dụng nè nhỏ hơn bằng uh, 500 kg đường sử dụng nhỏ hơn bằng 100 kg trứng sử dụng nhỏ hơn bằng ngàn hai rồi bánh y tượng trăm đưa lên bánh y lớn hơn bằng trăm ok server rồi đáp án. Đề số 2. Đây. Đó, rồi đáp án xong bạn nhớ kết luận. Đó, đáp án xong các bạn tự kết luận nha. Tự kết luận. Nó cực kỳ đơn giản thôi chứ không có gì hết. Rồi, các bạn sửa giúp thầy.